thì nhiều người vẫn còn đang thắc mắc là cà phê Răng Mộc là gì. Vậy thì hôm nay tôi sẽ dẫn mọi người đi tham quan một xưởng đang xay cà phê hạt Răng Mộc của Liễu Cà Phê nó như thế nào nhá. Thì đây là cái máy rang bằng công nghệ hot air mới nhất hiện nay. Đấy, như mọi người thấy thì là cà phê bên trong đang rang. Đó, mọi người thấy không? Đó. Đó, bây giờ tôi sẽ lấy ra cho mọi người coi thử nha. Đây, đây là cái cà phê hạt đang rang nha. Đó, cái này thì vẫn còn đang trong thời gian rang nên cái độ màu sắc nó chưa có đạt. Nhưng ở phía dưới này thì đã có một cái mẻ rang đã rang xong rồi nha. Thì màu nó sẽ giống vậy. Đó, còn hiện tại thì đang rang. Đó. Và một cái mẻ rang như vậy thì là cái trống này thì là rang được là 70 kg. Đó, cà phê. Còn ở đây sau khi mà rang xong thì chúng tôi sẽ để trong bao nhiêu vậy để chuẩn bị là đóng thành từng bịch để giao cho mọi người ha. Đấy, mọi người thấy thì đây là cái cà phê rang Mộc ha. Sau khi chúng ta rang xong để nguội thì chúng ta Liễu Cà Phê sẽ đóng gói và sẽ không tẩm ướp thêm bất cứ cái phụ liệu nào vào thêm cà phê ha. Đó, còn bên này thì là cái cà phê hạt nhân sống ha. Đó, mình thấy, mọi người thấy màu xanh không? Đấy, sau khi rang xong thì chúng ta sẽ có thành phẩm ở bên này. Đó, đây là cà phê hạt Răng Mộc. Đó. Và sau khi mà chúng tôi Liễu Cà Phê đóng thành từng bao mọi người á thì cái sản phẩm của tôi sẽ tới tay mọi người thì sẽ giống vậy luôn. Đó. Nên nếu như mọi người đang có nhu cầu về cà phê hạt Răng Mộc thì mọi người cứ vui lòng comment phía dưới hoặc liên hệ trực tiếp với số hotline miễn phí của Liễu Cà Phê thì Liễu Cà Phê sẽ liên hệ lại và tư vấn cho các bạn cái gu nào để phù hợp với mình. Cảm ơn mọi người đã đồng hành với tôi trong clip này. Hẹn gặp lại mọi người vào những clip sắp tới.